Với mức giá hơn 37 triệu đồng, Asus ROG Strix G15 năm 2020 được đánh giá là phiên bản nâng cấp đáng giá của thế hệ tiền nhiệm. Từ trải nghiệm cho đến cấu hình chắc chắn sẽ không làm người dùng thất vọng. Và cùng bắt đầu vào video để tìm hiểu sự đáng giá này nhé. Đầu tiên nhìn vào thiết kế, laptop mang đậm chất gaming với màu đen bao phủ toàn bộ máy. Họa tiết phay xước làm nổi bật logo ROG được đặt lệch về phía bên trái. Điểm nhấn thì sẽ là giải LED RGB chạy dọc phần mặt đáy cùng với công nghệ Aura Sync độc quyền của Asus được cài đặt sẵn trong máy. Các bạn có thể điều chỉnh màu sắc các giải LED và chọn nhiều hiệu ứng khác nhau trên thiết bị của mình tùy theo ý thích. Lấy cảm hứng từ cánh cửa có cánh, bản lề của G15 được Asus thiết kế dạng cắt kéo. Khi các bạn mở màn hình ra thì bản lề sẽ giúp nâng màn hình lên và khi đóng lại thì thiết kế này sẽ khéo léo giấu bản lề đi. Điều này không những tăng tính thẩm mỹ cho máy khi gập máy lại không thấy bản lề đâu nữa, mà khi mở máy ra sẽ tăng thêm không gian để thoát khí và làm mát xung quanh các tấm tản nhiệt ở phía sau. Mình cực kỳ ấn tượng với hệ thống tản nhiệt của G15. Tản nhiệt từ trước đến nay vẫn luôn là một trong những nỗi lo lắng nhất của game thủ vì đã chơi game thì máy phải mát và có thể giúp máy hoạt động trơn tru được. Hệ thống tản nhiệt sẽ gồm hai quạt 5 ống đồng cho cả CPU và GPU, cho phép giữ hiệu quả các thành phần nguồn của chipset luôn dưới 85 độ C. Và với thiết kế các đường G đục lỗ chạy phía sau kiểu hình thang sẽ có tác dụng phân tán nhiệt năng, giúp không khí lưu thông tốt hơn, phần đáy máy sẽ không bị cản trở cũng như là không bị giới hạn. Thêm vào đó thì các linh kiện bên trong máy cũng không bị ảnh hưởng bởi hơi nóng tỏa ra. G15 còn tăng cường sự thông thoáng với mô đun tản nhiệt và tự làm sạch, đẩy bụi ra ngoài để tăng thêm tuổi thọ cho máy. Và không thể không kể đến kem tản nhiệt kim loại lỏng mà Asus đã trang bị cho G15, dùng kim loại để có thể tản nhiệt cho máy, làm giảm nhiệt độ CPU xuống 12 độ C so với keo tản nhiệt tiêu chuẩn. Hệ thống tản nhiệt đã giúp máy mát hơn thì hiệu năng đem lại cũng cực kỳ vượt trội với CPU Intel Core i7-10870H, 8 x 16 luồng, 16GB DDR4, ổ cứng 512GB SSD, các đồ họa rơi NVIDIA GeForce RTX 2060. Với thông số cấu hình này thì các bạn hoàn toàn có thể chiến mọi tựa game hiện nay trên thị trường, làm các tác vụ đồ họa 2D, 3D từ cơ bản đến nâng cao và xử lý cực kỳ mượt đối với tất cả các tác vụ văn phòng. Và sau đây thì sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng. Nếu như tản nhiệt và hiệu năng đã đem lại sự ổn định thì màn hình và bàn phím sẽ cho các bạn trải nghiệm cực kỳ đã mắt và đã tay. Màn hình thì sẽ là màn hình 15,6 inch Full HD, tần số quét lên đến 240Hz mang đến trải nghiệm FPS cao. Tốc độ phản hồi cực nhanh sẽ giúp giảm thiểu các hiện tượng nhòe chuyển động hay là xé hình, giúp các bạn có trải nghiệm chơi các tựa game bắn súng hay là các trò chơi tốc độ mượt mà hơn. Ba cạnh viền siêu mỏng, vì thế hãng không trang bị webcam cho mẫu laptop này. Bàn phím sẽ là bàn phím chuẩn gaming với 4 vùng đèn LED RGB. Cảm giác gõ phím sâu, độ nảy tốt. 4 phím WASD được làm trong suốt, tách biệt so với những phím khác sẽ đem lại trải nghiệm về mặt thẩm mỹ cũng như là thị giác đúng chuẩn gaming. Ngoài ra thì để giữ cho các ngón tay của các bạn luôn mát mẻ, thì Strix G15 được bố trí lỗ thông hơi ở các phím WASD cho phép luồng không khí từ quạt ở bên dưới sẽ cải thiện sự thoải mái khi chơi game bằng cách giảm nhiệt độ bề mặt 2 độ C so với những thế hệ trước. Cổng kết nối cực kỳ đầy đủ khi được Asus khéo léo thiết kế ở cạnh trái và cạnh sau của máy, bao gồm 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C DisplayPort, 1 cổng HDMI, cổng mạng LAN RJ45 và 1 jack audio combo. Kết nối Wi-Fi 6 cực nhanh cho phép các bạn chơi game ở tốc độ mạng LAN nhanh hơn, tăng tốc độ kết nối kể cả ở những chỗ đông người. Giải loa của Strix G15 được thiết kế ở hai bên hông,
Thêm vào đó thì có công nghệ Smart App giúp âm thanh phát ra loa to, rõ ràng, có thể nghe được mọi chuyển động khi các bạn chơi game. Pin thì sẽ là viên pin 4 cell 66Wh, cho phép các bạn có thể hoạt động laptop trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 tiếng. Nhưng nếu để chơi game cho trải nghiệm tốt nhất thì các bạn vẫn nên cắm sạc để có thể sử dụng. Và cuối cùng thì bộ quà tặng khi mua mẫu laptop này cũng cực kỳ hấp dẫn khi Anfast sẽ tặng ngay một ba lô Acer chính hãng, một chuột rời, một đế tản nhiệt, bàn di chuột và bộ vệ sinh laptop. Đường link thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Mua ROG lì xì quà cực lớn. Khi mua laptop TOS Gaming F15FX506, laptop ROG Striker 15 hoặc G17 tặng ngay một tai nghe ROG CentraCore trị giá 1 triệu 190 ngàn đồng. Khi mua laptop ROG Strixka 15, 17, laptop Zephyrus M15, S15, S17, Duo 15 tặng ngay một ROG Strixco Core trị giá 2 triệu 280.000 đồng. Khách hàng khi mua các sản phẩm nằm trong danh sách của chương trình sẽ gửi số series của sản phẩm, hình ảnh hóa đơn cùng với thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận quà theo đường link được đính kèm dưới video. Acer sẽ kiểm tra lại thông tin và gửi quà tặng đến tận nhà cho khách hàng. Chương trình sẽ áp dụng từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 đến ngày 10 tháng 1 năm 2021 hoặc cho đến khi hết quà. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anfast có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.